Thưa quý vị, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu do bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đã giám sát chuyên đề theo ủy quyền của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tại Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam. Đây là doanh nghiệp nhà nước thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp công bảo đảm an toàn hàng hải từ khu vực phía Nam, vùng biển tỉnh Quảng Ngãi đến hết vùng biển Kiên Giang. Trong giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2023, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đơn vị đã quản lý, vận hành, bảo trì 53 đèn biển, 23 tuyến luồng hàng hải với tổng chiều dài hơn 813 km, đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu kỹ thuật, chất lượng, góp phần làm giảm tai nạn hàng hải và bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, tổng công ty còn thực hiện tốt nhiệm vụ thông báo hàng hải cho các tuyến luồng hàng hải, nạo vét duy tu luồng hàng hải, công tác hoa tiêu hàng hải và trục vớt cứu hộ. Tại buổi giám sát, bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, đề nghị Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam hoàn thiện báo cáo nêu rõ công tác phối hợp giữa tổng công ty với các đơn vị chức năng khác trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an toàn hàng hải.